Bất ngờ nổi tiếng nhờ bức ảnh ăn mì tôm sống. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cô giáo ở Yên Bái lấm lem bùn đất, đứng ăn mì tôm sống khi dọn dẹp trường học sau lũ. Bức ảnh được chụp khi nhân vật không son phấn, không làm dáng, người ngập bùn đất. Giữa khung cảnh tan hoang, nữ giáo viên vẫn toát lên được vẻ đẹp, được nhiều người ví như hoa hậu. Theo tìm hiểu của Việt Times, nữ giáo viên trong bức hình là Hoàng Minh Diệp, giáo viên khối mầm non trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Khoảnh khắc nghỉ tay dọn dẹp ăn mì tôm sống của cô giáo Diệp nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Trường Minh Chuẩn có 3 cấp học từ mầm non tới tiểu học và trung học cơ sở với hơn 500 học sinh. Đây là một trong những ngôi trường hứng chịu thiệt hại nặng nề của bão số 3 và hoàn lưu bão. Chia sẻ với Việt Times, cô giáo Hoàng Minh Diệp cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Yên Bái bị ngập lụt nặng, Nhà cô Diệp cũng không ngoại lệ. Sau khi thu dọn nhà cửa, cô cùng một số giáo viên di chuyển đến trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn để khắc phục hậu quả mưa lũ. Tất cả các, các chị với cả bà con ở gần cái khu vực trường học này thì khi nước xuống thì cũng uh, dọn cùng nhau dọn dẹp từ nhà ra trường, cái nào dọn được trước thì dọn trước. Nước lũ đi qua để lại cảnh tượng tan hoang. Bàn học, sách vở, trang thiết bị, đồ chơi của học sinh đều hỏng ngập trong bùn đất. Bức ảnh cô giáo Diệp ăn mì tôm sống được chụp khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 9, khi đó cô và các đồng nghiệp đã thấm mệt. Dọn dẹp hồi lâu, nhìn thấy gói mì tôm nên tôi có bóc ra ăn sống. Lúc này, đồng nghiệp đưa điện thoại lên chụp. Tôi cũng không để ý vì khi đó mệt, quần áo lại dính đầy bùn đất, nữ giáo viên kể. Còn hình ảnh mà bọn em ăn mì kia thì thì không phải là do bọn em quá đói hay là gì mà chỉ là cái giờ nghỉ giải lao thì có sẵn cái gì ở đấy thì bọn em ăn cái đấy thôi chị ạ. Bức ảnh đó được giáo viên trong trường đăng lên mạng xã hội để làm kỷ niệm, động viên các giáo viên, đồng thời để mọi người chia sẻ với các thầy cô giáo đã kiên cường khắc phục sau lũ. Hôm đó, nhà nữ giáo viên này bị mất điện nên điện thoại phải mang đi sạc nhờ. Đến sáng hôm sau, cô giáo Diệp mới biết hình ảnh của mình được lan tỏa trên mạng. Đọc những lời khen ngợi dành cho mình, Cô Diệp rất vui nhưng cũng cảm thấy ngại khi bất ngờ được mọi người hỏi thăm, chia sẻ nhiều lên Facebook. Nhiều người biết đến, tôi thấy ngại. Không chỉ có tôi, các giáo viên khác cùng nhiều người dân cũng đều vất vả như vậy. Tất cả vì công việc chung, ai cũng muốn học sinh sớm quay lại trường lớp, cô giáo Diệp nói và cho biết mấy ngày nay, cuộc sống của cô ít nhiều có sự thay đổi khi bất đắc dĩ trở nên nổi tiếng. Nữ giáo viên mầm non cho biết nước rút để lại nhiều bùn đất, nhiều chỗ bùn ngập lên đến đùi. Lực lượng chức năng và nhà trường phải huy động máy xúc để múc bùn đi. Người dân, các chú bộ đội và các thầy cô giáo ở trường khác cũng đến đây hỗ trợ dọn dẹp. Cô Diệp nói và cho biết hiện tại trường đã dọn dẹp được 70%. Hiện tại thì nhà trường ấy cũng được các thầy cô ở đơn vị khác với cả các bà con, phụ huynh, với cả các chú bộ đội đến để hỗ trợ, để lau dọn thì bây giờ cũng đã gạt được gần hết bùn ra ngoài và cũng dọn dẹp được khoảng... Uh, 70% hơn 70% rồi. Lãnh đạo trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Chuẩn xác nhận cô Hoàng Minh Diệp là giáo viên khối mầm non của trường. Nhà nữ giáo viên này ở gần cổng trường nên những ngày mưa lũ, cô là một trong những người cập nhật đầu tiên về tình hình của trường lớp. Theo vị lãnh đạo này, bức ảnh chụp cô giáo Diệp được đăng lên trang Facebook của trường để động viên các giáo viên, không ngờ lại được lan truyền nhiều như vậy. Về việc một lượng đất phù sa khổng lồ không kịp đẩy ra khi nước rút, giờ khô dính lại lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ phải xử lý bằng cách phun nước để bùn nhão ra sau đó đẩy được ra ngoài dự kiến sang tuần sau học sinh trường minh chuẩn có thể đi học trở lại